Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2021. Và bây giờ thì cũng là hơn 9 rưỡi tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình cũng có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ, thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về được con này, là con iPhone 6S các bạn nhá. Con này là iPhone 6S. Đấy, iPhone 6S. Đấy, iPhone 6S. Thì ngoại hình máy con này thì máy còn độ 90%. Đấy, vỏ thì có phải cũ theo thời gian các bạn nhé. Con iPhone 6S này vỏ con này còn 90%, vỏ thì phải cũ theo thời gian. Con này là phiên bản là nó là 16GB nhé. Con iPhone 6S này. Đấy, phiên bản con này là phiên bản 16GB. Con này thì là vân chân vân tay đầy đủ. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Con này mình sẽ bao cho bạn là main zin, màn zin. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1 triệu đồng. Tình trạng máy là máy bi bát các bạn nhé. Con này các bạn không dùng được sim nhé. Con 6S, iPhone 6S này các bạn không dùng được sim. Các bạn chỉ dùng được YouTube này. Các bạn có thể chỉ dùng được là mạng wifi nhé. Các bạn gọi ví dụ Facebook này, Zalo này, YouTube này. Hoặc là gì nhỉ, các bạn gọi mạng xã hội nhé thì mới được nhé. Hoặc các bạn mua về để tải học Zoom cho các em nhỏ, Zoom rất ok, chơi game Free Fire các kiểu rất là ok các bạn nhé. Con iPhone 6S bi bát này không dùng được sim này, thì con này thì bên mình nói chung là hỏng sim, hỏng phần sim đấy, nói nhanh là hỏng phần sim. Con này thì bên mình đang thanh lý giá 1 triệu đồng bạn nhé, vân chân vân tay đủ. iPhone 6S các bạn nhé, iPhone 6S cái lúc mà thời điểm mới ra mắt là hơn 20 triệu, bây giờ chỉ với giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S bi bát này các bạn hàng mình sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý giá là 1 triệu đồng này. Đấy, main zin màn zin. Đấy, các bạn sau này dùng chán đi các bạn có thể là bán lại cũng rất là ok, rất là có giá các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S bi bát này các bạn nhà hàng lượt sớm nhất nhá. Giá chỉ với giá là 1 triệu đồng. Đấy, rất là ok. Tất cả là bình thường. Chỉ mỗi là không nhận sim thôi các bạn nhá. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về được con này là iPhone 6 thường. Đấy, iPhone 6 thường. Con này thì là gì nhỉ, ngoại hình máy con này còn rất là đẹp nhé, 90 trên 90%. Con này mình sẽ bao cho bạn là main zin màn zin, vân chân vân tay đủ. Con này thì là phiên bản của nó là 64GB nhé, iPhone 6 thường này. Con này là phiên bản 64GB. Con này thì bên mình cũng thanh lý cho các bạn với giá là 1 triệu đồng. Tình trạng cũng là máy bi bát các bạn nhé. Các bạn chỉ dùng không dùng được mỗi một sim thôi, không dùng được sim thôi. Còn tất cả các bạn dùng mạng hay là wifi, Zalo, Facebook hay là học Zoom, các bạn mua về để học rất ok. Nhưng con này là phiên bản là 64GB. Đấy, các bạn nào thích nhiều dữ liệu hoặc để làm vlog, quay phim, chụp ảnh này hoặc đăng YouTube cũng rất ok các bạn nhé. Đấy, giá chỉ 1 triệu đồng iPhone 6 thường này nha các bạn nhé. Các bạn mua về học online cực kỳ là ok. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 thường này các bạn liên hệ trực tiếp cho mình qua hai số điện thoại đây ạ. Một là 0966 và hai là 0833. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn có thể qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng mình để giao lưu, trao đổi mua bán. Và ở xa mình có ship, và hình thức mua hàng ở xa thì các bạn cọc cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm. Còn các bạn nào mà thích nhận hàng thanh toán thì mình cũng cọc cho mình thôi. Còn các bạn nào mà tin tưởng bên mình rồi các bạn có thể chuyển khoản trước cũng được. Đấy là tùy các bạn. Và tất cả sản phẩm bên mình thì cứ lỗ đầu mùa 1 tuần và bảo hành 6 tháng nên các bạn yên tâm sử dụng nhé. Con này con iPhone 6 thường này. Đấy. iPhone 6 thường. Đấy. Bi bát nhá. Và 6S bi bát, hai con đồng giá 1 triệu cho các bạn nhé. Đấy. Con này 64GB và con này 16GB nhé. Đấy. Và tiếp theo hôm nay nhà mình về con này là iPhone 6S Plus. Đấy, con này là hôm nay nhà mình về buổi tối ngày hôm nay. Thì nhà mình về con này là iPhone 6S Plus. Đấy, con này là bản quốc tế. Đấy, bản quốc tế 16GB. Vân chân vân tay đầy đủ các bạn nhé. Đấy, các bạn chỉ gõ vào đây là sẽ có vân chân vân tay không biết ngay. Đấy, vân chân vân tay đầy đủ. Tình trạng pin con này thì là mình sẽ xem pin con này như là mình đã thay mới cho các bạn này. Pin con này mình đã thay mới 100% cho các bạn nhé. Con này thì mình sẽ bao cho bạn là main zin, màn zin. Đấy, iPhone 6S Plus nhé. Con này là bản quốc tế 16GB. Đấy, ngoại hình thì là máy cũng vỏ thì có hơi phải theo thời gian các bạn nhé. Đấy. Đấy. 6S Plus các bạn nhé. Con iPhone 6S Plus màu trắng này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2.500.000. Đấy, bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S Plus để các bạn nhà hàng được sớm nhất. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại khách xong. Đây, có một cô rất là đẹp gái nhá. Mặc áo dài rất là xinh gái luôn. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S Plus để các bạn nhà hàng được sớm nhất nhá. Đấy, tặng kèm các bạn ốp con lợn này các bạn nhé. Đấy. Giá chỉ với giá là 2.500.000 thôi các bạn nhé. Mình đã biên thay pin mới cho bạn rồi nên các bạn yên tâm sử dụng nhé.
Đấy. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về được con này, con Samsung Note 9. Samsung Note 9 này, con này thì bên mình hôm nay là bản Hàn. Con này máy mình là bên mình là bản Hàn. 2 SIM 2 sóng, bản Hàn thì sẽ mặc định sẽ về Việt Nam sẽ là 1 SIM. Bạn nào sẽ dùng muốn dùng 2 SIM thì mình sẽ lên 2 SIM cho bạn. Samsung Note 9 mình sẽ nói sơ cua qua về hình thức và cấu hình. Màn hình con này là màn hình của nó là tràn viền. Độ phân giải màn hình của nó là 6.4 inch, độ phân giải màn hình của nó là 2K. Màn hình con này thì đẹp keng nhá, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đấy. Con máy màu tím này, đấy, màu tím Note 9 màu tím này. Máy con này thì lại đẹp keng nhá. Đấy, máy đẹp leng keng xà beng luôn. Đấy. Đấy, Note 9 màu tím, máy đẹp leng keng xà beng luôn. Đấy. Note 9 thì có hỗ trợ cái bút mà các bạn mà chỉ cần bấm bút sẽ chụp ảnh. Hoặc là các bạn có thể là làm một cái máy mà coi như là làm một cái máy để các bạn viết hay là vẽ hay là học các kiểu rất ok luôn. Đấy. Đây. Đấy, các bạn chỉ cần bấm bút thôi. Đây các bạn chỉ cần bấm bút này. Đấy. Quay đầu bút xuống. Đấy, các bạn bấm bút sẽ là chụp ảnh nhá. Note 9 rất là tiện lợi cho đấy. Note 8 thì sẽ không bấm được các bạn nhé. Thì là cấu hình con này là bản Hàn 2 SIM 2 sóng này. Cấu hình con này là RAM. Đấy. Cấu hình con này là RAM, con này là RAM 6GB nhé. RAM con này là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 128GB các bạn nhé. Đấy, con màu tím này rất là đẹp luôn. Máy đẹp neng keng xà beng luôn mà nhanh lắm. Nói chung là RAM 6 mà 128GB thì các bạn tha hồ lưu trữ luôn. Đấy. Tại vì lúc vào thời điểm Note 9 mới ra thì nó là gì nhỉ? Note 9 mới ra này lúc mà gì nhỉ? Trên thị trường nó là gần 30 triệu. Nên các bạn giờ dùng rất là sướng. Đấy, bản Hàn. Đây, máy đẹp leng keng xà beng luôn. Đấy. Đấy. Con Note 9 màu tím này thì nó là hai camera, một đèn flash này, một đèn trợ sáng này, vân tay này, mở khóa thì có nhiều rất nhiều tính năng, mông mắt, khuôn mặt là vân tay, rất nhiều tính năng đời mới, những đời mới bây giờ mới có các bạn nhá. Mà khi ra đây con này mấy năm đã có hết rồi. Đấy, con màu tím này đẹp keng này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 6.1 triệu nha các bạn nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 9 đẹp keng này bên mình đang thanh lý bạn giá là 6.1 triệu nhé. Màn hình các bạn bao cho bạn là màn đẹp luôn, không ám ố hay không lưu ảnh gì, dùng cực kỳ là phê các bạn nhé. Đấy, Note 9 màu tím này, đấy, tím khói này, súng rất là ok các bạn nhé. Đây, đây hôm nay nhà mình về được hai con Note 8 này, Note 8 hôm nay nhà mình về được hai cây các bạn nhé. Samsung Note 8 này thì là của mình cũng là bản Hàn này. Hai cái đây của nhau là bản Hàn các bạn nhé. Đấy. Hai cái đây của nhà mình bản Hàn. Đấy. Samsung Note 8 này. Hai cái này nhà mình bảo đều là bản Hàn. Hai SIM hai sóng. Đấy. Cấu hình con này là RAM, con này là RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 64GB nhé các bạn nhé. Samsung Note 8 thì nó chỉ có RAM 6GB. Đấy. RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 64GB. Đấy. Đấy. RAM 6 bộ nhớ trong 64GB. Màn hình con này, con Note 8 này thì là màn hình của nó thì là màn hình nó là gì nhỉ? Tràn viền 6.3 inch, độ phân giải của nó cũng là 2K. Đấy, Note 8 thì cũng có hỗ trợ cái bút nhá, nhưng mà bút sẽ không chụp ảnh được, các bạn chỉ cần dùng vẽ hay là tạo ghi chú hay là các bạn dùng vẽ thôi. Rất là ok các bạn nhá. Đấy, các bạn ký rất là ok. Đấy. Đây. Con này thì ngoại hình máy còn 90 trên 90%. Máy con chung là khá là đẹp luôn. Đấy. Máy màu gì nhỉ? Lông chuột, để con màu lông chuột cũng rất là đẹp các bạn nhá. Samsung Note 9 này thì con này thì bên mình màn hình đẹp keng này, không ám ố luôn. Con này thì bên mình đang thanh lý mọi giá là 4.500k các bạn nhá. Mà Note 8 mà dưới giá 4.500k thì không có màn đẹp đâu các bạn nhé. Riêng thời điểm này Note 8 mà dưới 4 triệu đồng thì không có màn đẹp đâu các bạn nhá. Con này thì là ngoại hình cũng rất là đẹp luôn các bạn nhé. 4.500k cho các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 phiên bản 64GB này các bạn nhà mình sớm nhất nhé. Đó, con này thì bên mình đang thành giá 4.500k. Đây. Và con này, đây, con này thì màn hình cũng đẹp keng nhé. Con này thì màn hình cũng đẹp keng, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Con này thì là viền thì nó hơi phải một chút nhé. Viền zin như này thì nó hơi phải theo một chút. Nói chung là không đẹp bằng con này. Đó, không đẹp bằng con đây. Con xanh này thì là con này thì nó viền nó đẹp hơn. Con này thì viền nó hơi phải hơn. Con này thì mình sẽ bớt cho bạn 100k với giá là 4.400k các bạn nhé.
Đấy, cũng là phiên bản gì nhỉ, màn hình con này cũng là đẹp kém, không ả mố gì. Phiên bản của nó cũng là RAM gì nhỉ, RAM 6, bộ nhớ trong là 100 gì nhỉ, bộ nhớ trong con này là mình sẽ xem bộ nhớ trong là bao nhiêu ghi nhé. Bộ nhớ trong 64 GB các bạn nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý với giá là 4.400.000. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lot 8 này các bạn nhé, hàng mình lấy sớm nhất nhé. Đấy. Mình có hai tên nhé, 4.500.000 và 4.400.000 các bạn nhé. Đấy. Dùng cực kỳ là sướng luôn. Đấy, Vivo thì hôm nay nhà mình có con Vivo này là Vivo Y gì nhỉ? Y bao nhiêu đây? Này, giới thiệu điện thoại. Con này là Vivo Y91C các bạn nhá. Vivo Y91C. Con này là RAM 2 GB, bộ nhớ trong là 32 GB. Con Vivo Y91C thì màn hình con này là tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Pin con này là pin hơn 4000 các bạn nhé. Đây, ngoại hình thì con này thì là máy còn độ 90%. Mặt lưng thì có phải phải kiểu dùng ốp theo thời gian thôi, nhưng mà còn khá là đẹp. Con Vivo Y91C này là màn hình của nó là giọt nước luôn các bạn nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý gọi giá là 1.500.000. Còn Vivo Y91C này là 1.500.000 cho các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Vivo Y91 này các bạn, nhà hàng mình sớm nhất nhé. Đấy, bên mình chỉ bán cho các bạn giá là 1.500.000 thôi, nên các bạn yên tâm về giá cả các bạn nhé. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là báo giá trực tiếp, nên các bạn cứ ưng sản phẩm nào các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp mình đặt hàng đây. Và tiếp theo nhà mình là con này là con Samsung A51. A51 thì hôm nay mình vừa mới về được con này xong. Con này thì là máy còn nguyên hộp phụ kiện các bạn nhé. Con Samsung A51 này, nguyên hộp phụ kiện. Đây là trong đây sẽ là sách hướng dẫn này, sách hướng dẫn và que chọc sim các bạn nhé. Phụ kiện đây, trong đây nó sẽ có sách hướng dẫn này, que chọc sim. Phụ kiện bây giờ thì sẽ không tặng gì nhiều đâu các bạn nhé. Con Samsung A51 này, máy nguyên hộp phụ kiện đấy. Ở dưới thì nó có các cái tem của email này, máy này, có cục sạc này và dây sạc nhé. Đấy, phụ kiện bây giờ nó không có gì nhiều đâu các bạn nhé. Đây chỉ có tem email máy thôi. Và đây là sạc nhanh theo máy của Samsung A51 các bạn nhé. Đấy, không có gì đâu. Hộp phụ kiện thì như thế này thôi. Đấy. Đấy. Máy thì đẹp lên keng xà beng luôn. Con Samsung A51 này, máy nguyên hộp phụ kiện luôn các bạn nhé. Con này thì là máy thì là vẫn còn nguyên cái nylon mà theo viền máy này. Đó. Vẫn còn nguyên nylon theo viền máy luôn. Đấy. Còn bóc viền ra là như là mới luôn nhé. Kaleido luôn này. Đó. Vẫn nguyên Kaleido theo máy luôn. Đấy. Mặt trước thì vẫn nguyên Kaleido của nó nhé. Mặt trước thì vẫn nguyên miếng dàn chống xước của nó luôn này. Đấy, Samsung A51 các bạn nhá. Đấy. Samsung A51 con này là bản công ty, hai sim hai sóng. Cấu hình con này sẽ là RAM, con này là RAM 6 GB. Bộ nhớ trong con này là 128 GB các bạn nhá. Samsung A51 đây ạ. Phiên bản của nó là Android, xem là xin Android 10 rồi sao ấy. Con này như là Android 10, như thế là Android 10 các bạn nhá. Con này là phiên bản Android 11 luôn này. Đấy. Phiên bản con này là Android 11 luôn. Úi, đời mới nhất luôn các bạn nhá. Đấy, Samsung A51, con này thì là máy đẹp đen keng, máy nguyên hộp phụ kiện. Đây ạ, máy nguyên hộp phụ kiện. Mặt lưng, mặt vẫn còn nguyên miếng dán. Và mặt nguyên vẫn còn, mặt lưng thì vẫn còn gì nhỉ, viền vẫn còn nguyên Kaleido các bạn nhé. Con Samsung A51 nguyên hộp phụ kiện này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là gì nhỉ, hàng đánh hiểu, hàng ấy đấy, hàng trôi bảo hành đấy, gọi là kiểu là hàng trôi bảo hành đấy, người ta tuồn ra đấy. Con này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 4.600.000 các bạn nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung A51 máy nguyên hộp phụ kiện thì bên mình đây. Thì các bạn nhà hàng mới sớm nhất nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 4.600.000. Đấy. Máy màu xanh rất là đẹp các bạn nhá. Đây, Samsung A51. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A51 này thì các bạn nhà hàng liên sớm nhất nhá. Đây. Đấy, máy nguyên hộp phụ kiện. Đấy, các bạn đi mua máy mới bây giờ cũng đắt phết đấy. Cũng 7 triệu hay 8 triệu đấy các bạn nhé. Đấy. Mình không nhớ rõ, mình không chắc đâu. Nói chung mình mua được giá hợp lý thì mình sẽ bán cho các bạn giá hợp lý, để các bạn yên tâm về giá cả các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này, con Samsung A50 này. Samsung A50. Đấy, mở khóa thì rất nhiều tính năng, mở khóa vân tay âm màn hình luôn. Cấu hình con Samsung A50 này là RAM, con này là bản công ty, hai sim hai sóng. Cấu hình con Samsung A50 này là RAM, con này là RAM 4 GB, bộ nhớ trong là 64 GB. Màn hình con này là màn hình của nó là 6.4 hay 6.5 inch ấy. Đây, màn hình cũng là giọt nước luôn. Màn hình con này là màn hình AMOLED, nó cho hiển thị hình ảnh cực kỳ tuyệt vời. Con Samsung A50 này. Đây,
Máy màu trắng này thì ngoại hình thì máy còn độ 90%. Mặt lưng thì có dính dính các cái bụi của cái ốp thôi. Mình sẽ lau kỹ đi rất là sạch các bạn nhé. Con này thì bên mình sẽ thanh lý gọi giá là 2.800.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A50 này các bạn hãy mình sớm nhất. Con này thì bên mình đang thanh lý gọi giá là 2.800.000. Tặng kèm các bạn một cái ốp coi như là chống va đập luôn các bạn nhé. Đấy, rất là ok luôn. Cái ốp này cũng gần 100.000 đấy nhá. Đấy. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có mình mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào ưng nào sản phẩm mình các bạn nhấc máy lên hệ trực tiếp mình đặt hàng. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip vào tối ngày mai các bạn nhé.